Con nay quy y Đức Phật A Di đạt vô lượng thọ, vô lượng quang như lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tình Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Minh Tiến Huệ Trang Và Đức Phong Tập 235 Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản Trang 457 Sao Hoa nghiêm nhất hành giả Đức vân tỳ kheo Thị niệm Phật Pháp môn Sớ vân nhất hành tam muội Quán kỳ Pháp thân Dĩ như vi cảnh Vô cảnh phi Phật Diễn Đức vân tỳ kheo Thị niệm Phật Pháp môn giả Sơ vân Ngã duy đắc thử ước niệm Nhất thiết chư Phật cảnh giới Trí huệ Quang minh phổ kiến Pháp môn Kế phục Thị trí quan phổ chiếu niệm Phật môn Nãi chí đề nhị thập nhất trụ hư không niệm Phật môn Dịch nghĩa Sao hoa nghiêm nhất hạnh tỳ kheo đức vân dạy pháp môn niệm Phật Thành lương sớ ghi Nhất hạnh tam muội quán pháp thân Lấy như làm cảnh Chẳng có cảnh nào không phải là Phật Diễn tỳ kheo đức vân dạy pháp môn niệm Phật Trước hết Ngài nói ta chỉ đắc pháp môn ước niệm cảnh giới của hết thảy chư Phật. Trí huệ quang minh thấy trọn khắp này. Sau đó lại dạy pháp môn trí quan phổ chiếu niệm Phật. Cho đến môn thứ 21 là trụ hư không niệm Phật. Trong hết thảy các kinh do Đức Như Lai đã nói trong 49 năm, Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh xứng đáng nhất để đại diện cho sự giáo hóa trong suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật nói theo cách hiện thời kinh hoa nghiêm là khái luận của toàn thể phật pháp cổ nhân nói hoa nghiêm là căn bản pháp luân hết thảy các kinh đều là quyến thuộc của hoa nghiêm cũng có thể nói hết thảy các kinh là cành lá của hoa nghiêm hoa nghiêm là căn bản giảng giải viên mãn đến mức độ sốt ráo tột bực mà cũng là khuôn mẫu quan trọng nhất để học phật nhất là phẩm nhập pháp giới. 53 lần tham học của thiện tài đồng tử đã nêu gương tu học cho chúng ta. Hành giả đại thừa xem thiện tài đồng tử, tham phỏng 53 vị thiện tri thức, sẽ biết phải nên học tập Phật Pháp như thế nào. Vị thầy đầu tiên của thiện tài đồng tử là Văn Thù Bồ Tát. Một hội kinh trong phẩm nhập Pháp giới gồm có bổn hội và mạc hội bổn hội tức hội gốc hội căn bản chiếm đến ba quyển rưỡi trong phần kinh văn trong ấy thuật chuyện thiện tài đồng tử tôn văn thù sư lợi bồ tát làm thầy thiện tài thành tựu căn bản trí trong hội của ngài văn thù căn bản trí là gì trong kinh bát nhã thường nói bát nhã vô tri không gì chẳng biết vô tri là căn bản trí vô tri là khi chân tâm chẳng khởi tác dụng nó bèn thanh tịnh, tịch diệt. Trong đàn kinh, lục tổ đại sư đã nói, vốn chẳng có một vật chỗ nào nhốn bụi trần. Đó chính là căn bản trí. Căn bản trí hết sức trọng yếu, giống như một cái cây chẳng có cội rễ thì lấy đâu ra cành lá. Rễ sanh trưởng dưới đất, phần chánh yếu phát xuất từ rễ được gọi là cội, tức thân chánh của cây. Từ cội lại chia thành cành lại tách thành nhánh lại có lá hoa quả có thể thấy cội rễ vô cùng quan trọng chẳng thể nói là người hiện thời tu học chẳng siêng năng tích cực chẳng thể nói họ không dụng công nhưng xét theo hoàn cảnh tu học để nói chẳng thể nói là không thuận lợi người thuở trước tìm kinh bổn chẳng ra nếu muốn có một bộ kinh chỉ có cách chép tay đâu có thuận tiện như hiện thời thuở tôi mới học phật theo pháp sư sám vân ở trong liều tranh tại bộ lý buổi tối xem kinh khi ấy đèn sáng nhất là một cái bóng đèn điện nhỏ có độ sáng là hai nến do thuở ấy trên núi chẳng có điện pháp sư sám vân mua một bình ác quy của xe hơi nạp đầy điện mang lên núi trong chùa có tất cả là sáu căn phòng mỗi phòng thắp một ngọn đèn nhỏ có độ sáng là hai nến chúng tôi đọc sách dưới ánh sáng tù mù như vậy đâu có ánh sáng ngời như hiện thời người học phật hiện nay phước báo quá lớn đèn đuốc sáng ngời như thế hoàn cảnh của cổ nhân còn khốn khổ gian nan hơn chúng tôi trong tu học khẩn yếu nhất là sư thừa thời cổ không chỉ là phật pháp mà pháp thế gian cũng hết sức coi trọng sư thừa Quý vị theo học với vị thầy nào? Thầy chỉ có một người. Hôm nay theo học với người này, mai theo học với người khác, chẳng thể gọi là sư thừa được. Thầy dạy quý vị điều gì? Thầy dùng đủ mọi phương tiện để thành tựu căn bản trí cho quý vị. Gột sạch sành xanh vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ưu lự, vướng mắc trong tâm quý vị. Tâm thanh tịnh hiện tiền, giới định huệ hiện tiền, đạt được căn bản trí chính là thành tựu lớn nhất do thầy giúp đỡ quý vị đạt tới trình độ này thầy chẳng còn buộc quý vị phải ở cùng một chỗ với thầy nữa sẽ mời quý vị đi tham học sau khi đã đạt được căn bản trí thì mới có tư cách tham học tham học là học rộng nghe nhiều nhằm thành tựu hậu đắc trí trên thực tế Đúng là Kinh Hoa Nghiêm đã triển khai tứ hoàng thể nguyện cho chúng ta thấy hết sức rõ rệt. Điều đạt được trong hội của vị thầy thứ nhất là đoạn phiền não. Trong tứ hoàng thể nguyện, đương nhiên chẳng cần nói tới nguyện thứ nhất. Nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Quý vị chẳng có nguyện này, sẽ chẳng thể tiến nhập Phật môn. Tiến nhập Phật môn là do phát đại nguyện này tu học Phật pháp nhằm thực hiện đại nguyện độ chúng sanh. Bắt đầu học từ chỗ nào? Từ đoạn phiền não. Chẳng đoạn phiền não chắc chắn là chẳng có thành tựu trong Phật pháp. Chư vị phải nhớ kỹ điều này. Phật pháp thường dùng đề hồ để làm tỷ dụ. Trong đề hồ chẳng được xen lẫn mảy may độc dược nào. Hễ xen lẫn một tí độc dược cả một bát to đề hồ đều biến thành độc dược. Độc dược là gì? Là phiền não, tham, sân, si, mạng, ngũ dục, lục trần. Phải bỏ sạch sành xanh thì mới trở thành pháp khí, có thể tiếp nhận Phật Pháp. Do vậy, hội của Thầy nhằm giúp chúng ta đạt tới mục tiêu này. Đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não cũng phá. Khi ấy mới có tư cách tham học, Tham học là phá vô minh, chứng pháp thân. Ở nơi văn thù Bồ Tát, thiện tài đồng tử, hoàn thành giai đoạn tu học thứ nhất, thành tựu vô tri. Lìa thầy đi tham học, thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là không gì chẳng biết. 53 lần tham học, vị thiện tri thức đầu tiên là tỳ Kheo Đức Vân. tỳ Kheo Đức Vân đại diện cho sơ trụ Bồ Tát, Hoa Nghiêm là Đại Thừa Viên Giáo, Tỳ Kheo Đức Vân là Đại Thừa Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Thiện tài tham phỏng Đức Vân, trình độ ngang bằng với Ngài Đức Vân. Nói cách khác, thiện tài chứng đắc sơ trụ trong viên giáo. Ngài đến tham phỏng Phổ Hiện Bồ Tát. Phổ Hiện Bồ Tát đã viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thiện tài đồng tử cũng thành tựu Phật quả trong viên giáo. Trong giáo Pháp suốt một đời Đức Thế Tôn nói về sự thành tựu ngay trong một đời. Từ địa vị phàm phu chứng đắc Phật quả trong phiên giáo. Chỉ có phẩm nhập Pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm giảng về sự thành tựu trong tu học trong một đời của một người từ địa vị phàm phu cho đến viên mãn Phật quả. Quá trình và thứ tự tu hành được giảng giải hết sức rõ ràng, minh bạch tỳ kheo đức vân là vị thầy đầu tiên là vị thiện tri thức đầu tiên vô cùng quan trọng người đời thường nói tiên nhập viên chủ có nghĩa là pháp môn do vị thầy đầu tiên dạy cho quý vị sẽ là pháp môn tu tập chủ yếu trong suốt một đời ngài đức vân dạy gì dạy niệm phật vị cuối cùng là phổ hiền bồ tát đó là vị thiện tri thức thứ năm mươi ba Phổ Hiền Bồ Tát Mười Đại Nguyện Vương dẫn về cực lạc Một đầu một cuối Quý vị bèn biết Thiện tài do tu pháp môn gì mà thành tựu Hết sức rõ rệt Bày ngay ra trước mắt chúng ta Thiện tài do niệm A-di-đà Phật Cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Mà đạt được thành tựu Từ chỗ này ta thấy rất rõ rệt Rất minh bạch Lại xem xét cẩn thận thầy của ngài là văn thù bồ tát trong hội hoa nghiêm văn thù và phổ hiền đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ thiện tài là học trò đắc ý nhất và là truyền nhân của văn thù bồ tát đương nhiên ngài chẳng thể tu pháp môn khác thầy nhất định là tu cùng một pháp môn giống như thầy từ những dấu tích này chúng ta quan sát văn thù phổ hiền thiện tài sau đó thấy 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội hoa nghiêm đều nghe theo lời phổ hiền bồ tát khuyên dạy đều niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc thế giới điều này thật sự chẳng thể nghĩ bàn hiển thị sự vĩ đại của pháp môn niệm phật tỏ rõ pháp môn này là pháp tu hành của các vị đại bồ tát chúng ta lại xem kinh vô lượng thọ vừa mở đầu kinh bèn nói rõ đại chúng vãng sanh thế giới tây phương dài tuân phổ hiền đại sĩ chi đức nghĩa là đều tuân theo phẩm đức của phổ hiền đại sĩ nêu rõ hễ là người vãng sanh thế giới tây phương từ hạ hạ phẩm cho đến thượng thượng phẩm thể đều tu pháp môn phổ hiền pháp môn phổ hiền là pháp môn hoa nghiêm vào đầu đời thanh trong niên hiệu càng lâu cư sĩ bành tế thanh nói kinh vô lượng thọ là trung bổn hoa nghiêm kinh a di đà là tiểu bổn hoa nghiêm Nói rất có lý Về sau cư sĩ Quỳ Nguyên Lại ghép thêm phổ hiền hạnh nguyện phẩm Vào sau ba kinh Trở thành tịnh độ tướng kinh Đúng là sẽ có căn cứ Chẳng phải là tùy tiện ghép bừa Tỏ rõ Kinh vô lượng thọ Và kinh hoa nghiêm hoàn toàn giống nhau Một kinh nói chi tiết Một kinh nói giảng lược Kinh tinh giản nhất Là kinh A-di-đà đó là tiểu bổn hoa nghiêm kinh văn đại bổn và tiểu bổn dài ngắn khác nhau nhưng xét theo nghĩa lý và cảnh giới trong ấy thì chẳng khác nhau chẳng thể nói tiểu bổn có cảnh giới nhỏ hơn kinh nghĩa nông cạn hơn nếu nghĩ như vậy tức là quý vị đã thấy sai lầm hai kinh sâu hay cạn hoàn toàn giống nhau một đằng là nói cặn kẽ một đằng nói đơn giản đối với chuyện này nếu đọc kinh Hoa Nghiêm chẳng cẩn thận sẽ chẳng thấy được, đúng là đã uổng công đọc kinh Hoa Nghiêm. Thế rõ ràng chuyện này, sau đấy chúng ta mới thực sự hiểu rõ, Kinh Di Đà là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là tinh hoa của đại tạng giáo, tức toàn thể giáo pháp của Đức Phật. Kinh Di Đà là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm, tức là tinh hoa của tinh hoa. Liên trì đại sư hết sức lỗi lạc rất nhiều chỗ trong sớ sao Ngài đã trích dẫn Hoa Nghiêm để giải thích Kinh Di Đà và Kinh Hoa Nghiêm Xác thực là một thể Chỗ nào Ngài cũng trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm Để nêu tỏ ý nghĩa của Kinh Di Đà Thiện tài tham phỏng Vì thiện tri thức đầu tiên Ngài dạy thiện tài pháp môn niệm Phật Lại còn nói hết sức khẩn thiết Ngã Duy đắc thử nghĩa là ta chỉ đắc Pháp này Duy là duy nhất trong vô lượng vô biên pháp môn Ta tu học được duy nhất pháp ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới Nghĩa là nghĩ nhớ cảnh giới của hết thể chư Phật Nếu chúng ta hỏi cảnh giới của hết thể chư Phật là gì? Nó rộng ra sẽ là hoa nghiêm Đặc biệt là phần kinh văn thuộc 11 quyển rưỡi ở đầu kinh hoa nghiêm Giảng về cảnh giới nơi quả địa như lai nói đại lược sẽ là những điều được nêu lên trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Nói giảng lược hơn nữa là những điều được nói trong Kinh Di Đà. Chúng ta trở nên nhìn theo nghĩ hẹp. Đây chính là cảnh giới của A Di Đà Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã giới thiệu A Di Đà Phật. Nói A Di Đà Phật là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Quang minh tôn quý nhất trong các quang minh là vua của các vị Phật. Hai câu này đã nói trọn vẹn. A-di-đà Phật là hết thảy chư Phật. Cảnh giới di-đà là cảnh giới của hết thảy chư Phật. Thành tựu của tỳ kheo Đức Phân là nghĩ nhớ cảnh giới của hết thảy chư Phật. Trên thực tế là cảnh giới của Tây Phương cực lạc thế giới A-di-đà Phật. Câu này là tổng thuyết. Hai mươi câu sau đó là biệt thuyết tức nói từng pháp riêng biệt một đằng là tổng một đằng là biệt bèn thấy ý nghĩa hết sức rõ rệt đối với nhất hạnh tam muội phần tiếp theo nhằm giải thích nhất hạnh tam muội ở đây chỉ có hai câu hai câu này do liên trì đại sư viết dĩ như vi cảnh vô cảnh phi phật nghĩa là dùng như làm cảnh không cảnh nào chẳng phải là phật Đối với Như mở kinh văn ra, chữ đầu tiên là Như thị ngã văn. Chính là chữ Như đang nói ở đây. Chữ Như đại biểu điều gì? Trong Phật pháp có nói chân Như, bản tánh hoặc chân tâm. Kinh Đại thừa thường nói tận hư không khắp pháp giới. Không chỉ là thế giới này của chúng ta mà vô lượng vô biên các cõi Phật đều do tự tánh của chúng ta biến hiện ra đó là như và cảnh đã là do tự tánh biến hiện có pháp nào chẳng phải là tự tánh pháp nào cũng đều là đó gọi là pháp pháp giai như nghĩa là pháp nào cũng đều như chẳng có pháp nào không như thiền tông nói minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật tánh ở chỗ nào chẳng có pháp nào chẳng phải là tánh cổ đức nêu tỏ đôi chút ý nghĩa này lại sợ đại chúng có thể lãnh hội bất đắc dĩ lại dùng tỷ dụ dùng vàng làm đồ vật món nào cũng đều là vàng tỷ dụ này rất bất đắc dĩ thật sự là chẳng thể sánh ví được vì vàng xác thực là có vật chất tồn tại còn tâm tánh thì chẳng có hình tướng chẳng có thứ gì có thể sánh ví được tỷ dụ được nói ở đây chỉ là giả thuyết ví như chúng ta dùng vàng làm thành nhiều món đồ tạo một bức tượng phật thì chúng ta coi tượng ấy là một đức phật tạo tượng bồ tát thì là một vị bồ tát tạo tượng người thì tượng ấy là người tạo hình tượng súc sanh thì tượng ấy là súc sanh bản chất của chúng đều là vàng giá trị hoàn toàn như nhau có nghĩa là tất cả hết thảy vàng pháp thế gian và xuất thế gian đều là tướng đều do vàng chế ra nhìn từ thể chúng đều là vàng. Dùng thể ấy để sánh ví tâm tánh, sánh ví với chân như bản tánh, có thứ gì chẳng phải là chân như bản tánh, thấy đều là. Do đó, mọi pháp bình đẳng. Thật sự thế chân tướng sự thật này bèn gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh bèn thành Phật. Phật pháp chẳng có gì khác, hoàn toàn là nói đến mê và ngộ mê bèn là chân tướng sự thật này ngộ vẫn là chân tướng sự thật này chân tướng sự thật chẳng có mê hay ngộ mê hay ngộ là ở nơi tâm chúng ta đã mê bèn tạo nghiệp do tạo nghiệp bèn có quả báo luân hồi trong lục đạo đã giác ngộ nhưng chưa triệt để giác ngộ thì cũng có quả báo tức là quả báo trong tứ thánh pháp giới tức gồm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Khi mê thì quả báo lục phàm, đã ngộ thì là quả báo tứ thánh. Nếu triệt ngộ, triệt để giác ngộ, giác ngộ đến mức viên mãn. Lục phàm lẫn tứ thánh đều chẳng có, làm như thế nào? Phật Pháp bất đắc dĩ nói một danh từ là nhất chân Pháp giới. Nhất chân Pháp giới là triệt ngộ rốt ráo chưa đạt đến giác ngộ phiên mãn rốt ráo bèn có mười pháp giới vì vậy phật trong mười pháp giới chẳng phải là bậc giác ngộ phiên mãn tạng giáo có phật thông giáo có phật biệt giáo có phật những vị phật ấy đều chưa giác ngộ triệt để nói theo biệt giáo thì sơ địa bồ tát trong biệt giáo mới phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân từ sơ địa đến thập địa phá mười phẩm đẳng giác lại phá một phẩm, tổng cộng là 11 phẩm. Như vậy là thành Phật trong biệt giáo mới phá 12 phẩm vô minh. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo phá một phẩm vô minh. Thập trụ phá 10 phẩm, sơ hạnh phá 11 phẩm, nhị hạnh phá 12 phẩm. Do vậy, biệt giáo Phật chỉ bằng với Bồ Tát thuộc địa vị đệ nhị hạnh trong viên giáo. Quý vị muốn thành Phật Thành vị Phật nào phải hiểu rõ ràng Nếu thành tạng giáo Phật Thì quý vị còn chưa đạt đến địa vị sơ trụ trong viên giáo Chỉ mạnh hơn A-la-hán đôi chút Vẫn còn chưa kiến tánh Vẫn chưa phá vô minh Còn chưa chứng đắc pháp thân Chúng ta trở nên không biết những điều thường thức này Pháp môn niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn Vì sao? Dĩ như vi cảnh Tức lấy như làm cảnh Nói cách khác một câu a di đà phật là cảnh giới sở chứng của chư phật chẳng giống những pháp môn khác chúng ta trực tiếp duyên theo cảnh giới phật dùng phật quả làm cái nhân để tu hành pháp môn này thù thắng khôn sánh tôi thường nói người niệm phật rất đông nhưng niệm phật rốt cuộc có ưu điểm gì họ chẳng biết nếu thật sự biết ưu điểm của pháp niệm phật sẽ nhất định khăng khăng một mực niệm diễn dĩ như vi cảnh vô cảnh phi phật giả thích thượng quán kỳ pháp thân giả diễn dùng như làm cảnh không cảnh nào chẳng phải là phật nêu ra điều này để giải thích chuyện quán pháp thân được nói trong phần trước ở đây pháp thân là chân như pháp thân là bản tánh diễn Pháp thân tức như như chi lý Diễn Pháp thân là lý như như Lý là nói đối ứng với sự Có sự bèn nhất định có lý Hệ có lý bèn nhất định có sự Lý cũng là chân tánh Tánh là nói đối ứng với tướng Có tánh đương nhiên là có tướng Có tướng đương nhiên là có tánh Trong Phật Pháp nói tới tánh và tướng Lý sự vô ngại lý và tánh có cùng một ý nghĩa sự và tướng cũng là một ý nghĩa trong kinh phật thường là cùng một ý nghĩa mà nói khá nhiều danh từ vì sao phải nói như vậy một phen khổ tâm dạy học của đức phật chúng ta phải hiểu rõ dùng ý thật sự của ngài là khiến cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật ấy chớ nên chấp trước ngôn thuyết ngôn thuyết nói kiểu nào cũng đều được chỉ cần nói chuyện ấy là được rồi ý nghĩa thật sự được bao hàm trong ấy là khiến cho chúng ta lìa tướng danh tự chớ nên chấp trước danh tướng lìa tướng ngôn thuyết lìa tướng tâm duyên quý vị sẽ có thể hiểu rõ ý nghĩa chân thật do đức phật đã nói nguyện giải như lai chân thật nghĩa nay chúng ta nghe kinh nó thật ra chẳng hiểu nghĩa chân thật của như lai không chỉ là chẳng hiểu mà sau khi đã nghe Đúng là có rất nhiều kẻ hiểu lệch lạc ý nghĩa chân thật của Như Lai, nảy sanh hiểu lầm. Vốn là dụng ý rất tốt đẹp, kết quả là bị chúng ta sử dụng sai bê bét. Diễn, nhược dĩ như như chi lý, vi sở quán cảnh, tắt chân như biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết xứ giai Phật cảnh giả. Diễn, nếu dùng lý như như làm cảnh để quán, do chân như trọn khắp hết thảy mọi nơi, nên trọn khắp hết thảy mọi nơi đều là cảnh Phật. Nếu chúng ta có thể khế nhập cảnh giới này, nhất định sẽ sanh đại hoan hỷ. Vì sao? Vì nhập cảnh giới này chính là quả vị sơ địa trong biệt giáo. Sơ địa là hoan hỷ địa. Tâm đúng là chẳng nhiễm mảy trần, vạn pháp đều như, vạn pháp bình đẳng. Hết thảy phân biệt vọng tưởng chấp trước thảy đều chẳng có. Trí tuệ hiện tiền đó là trí huệ chân thật. Diễn Thử tác dĩ bát nhã trí chiếu pháp giới cảnh, cố vân nhất hành niệm Phật. Diễn Đây là dùng trí bát nhã để chiếu pháp giới cảnh, vì thế gọi là nhất hành niệm Phật. Trí bát nhã là vô tri, là thật trí. Chiếu là khởi tác dụng. Chiếu cảnh giới pháp giới là vạn hữu trong vũ trụ chẳng có gì không biết bác nhã vô tri không gì chẳng biết đó là nhất hạnh niệm phật trong thiền tông có nói tới nhất hành tam muội niệm phật tam muội chính là thượng thượng thường trong các thứ nhất hành tam muội nhất hạnh tam muội thượng thượng thường là niệm phật do vậy chúng ta hiểu rõ nhất định phải thật thà niệm thật thà niệm thì mới có hiệu quả Người niệm Phật đông đảo Niệm rất lâu mà chẳng có hiệu quả Vì sao? Vì chẳng thật tha Vì sao chẳng thật tha? Do chẳng buông xuống Chẳng buông xuống những gì? Chẳng buông vọng tưởng xuống Chẳng buông phiền não xuống Chư vị nhất định phải hiểu Nếu chúng ta muốn thực sự Sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Trong một đời này Quý vị nhất định phải buông xuống Đới nhịp vãng sanh là mang theo cựu nghiệp đi vãng sanh chẳng thể mang theo nghiệp hiện hành vãng sanh hiện hành là quý vị đang tạo tác làm sao có thể vãng sanh cho được cố nhiên là trong kinh có nói đến lúc mạng chung ta mới buông xuống vẫn chẳng muộn một niệm cuối cùng hồi tâm đoạn ác tu thiện dũng mãnh phát nguyện niệm phật cầu sanh tịnh độ bèn vãng sanh thế nhưng khi lâm chung quý vị có thể buông xuống hay không quý vị có nắm chắc khi ấy sẽ buông xuống hay không quý vị hãy chú ý xem nhé mấy ai khi lâm chung mà thần trí sáng suốt đa số đều là mê hoặc điên đảo bất tỉnh nhân sự bất tỉnh nhân sự nói thật thà trợ niệm vô dụng vì sao vì kẻ ấy chẳng nghe thấy hoặc là nghe nhân sanh phiền não bình thường niệm phật niệm rất khá rất dụng công nhưng đến khi lâm chung trợ niệm cho kẻ ấy kẻ ấy lại sanh phiền não mắng chửi người khác vì sao vì tham sống sợ chết tụi bay đều muốn cho tao chết mà kẻ ấy vẫn chẳng muốn chết chuyện này hết sức đáng sợ một điểm sai lầm bèn sai lầm đến cùng sai lầm quá nhiều do vậy phải buông xuống trong lúc bình thường lúc bình thường phải xem nhẹ hờ khửng đối với danh tiếng lợi dưỡng ngũ dục lục trần có thể thực sự bỏ những thứ đó sẽ là phước, chẳng tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp thì phải biết, quyết định là chướng ngại, là tội chướng. Chúng ta đã thấy quá nhiều. Do vậy, người niệm Phật trong lúc then chốt khẩn yếu, nghiệp chướng hiện tiền, chúng ta có thể sống trong nhân gian bao lâu? Dẫu thọ mạng dài, sống đến trăm tuổi, một trăm năm chỉ bất quá là ba vạn sáu ngàn ngày. Nếu cho quý vị một chồng chi phiếu gồm ba vạn sáu ngàn tờ chẳng mấy hôm đã xài hết sạch chẳng nhiều nhỏ chi do vậy có thể biết mạng người ngắn ngủi chúng ta sống trong thế gian này là lữ chu tạm đi qua nơi nào là nhà nơi nào là của chính mình thứ gì cũng chẳng phải nhất định phải giác ngộ quý vị thật sự giác ngộ sẽ chẳng tạo tội nghiệp bản thân chúng ta tu học Cảnh giới cũng là mỗi năm mỗi khác, cũng là thời thời cách khắc, khắc, càng ngày càng có đôi chút tiến bộ. Trong quá khứ tại đào tràng này, quy y thì phải điền đơn quy y, giữ lại nay chẳng cần nữa. Quý vị tới quy y, trao điệp quy y cho quý vị. Quý vị đi theo đường lối của chính mình. Tôi niệm Phật của tôi đến thế giới cực lạc. Tôi cũng chẳng cần phải biết quý vị quý vị cũng chẳng cần phải biết tôi chẳng giữ lại danh sách quy y địa chỉ và điện thoại đều chẳng cần vì sao tâm thanh tịnh là bậc nhất quy y tôi chứng minh cho quý vị là được rồi quý vị quy y tam bảo chẳng phải là quy y tôi gần một năm qua chúng tôi càng thực hiện trong cuộc sống quy y phật là quy y a di đà phật quy y pháp là quy y kinh vô lượng thọ Quy y tăng là quy y quán thế âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát. Đó là những vị Bồ Tát tăng. Học hạnh đại từ đại bi của quán âm Bồ Tát. Học một môn thâm nhập từ đại thế chí Bồ Tát. Đại thế chí Bồ Tát chuyên tinh niệm Phật, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Chúng ta học theo ngài, học theo phổ hiền Bồ Tát, mở rộng tâm lượng. Mỗi một hành môn chẳng có hạnh nào không phải là tận hư không khắp pháp giới phổ hiền hạnh mà chúng ta tu học nghiêm túc như vậy trong tương lai vãng sanh thế giới tây phương chẳng đạt được thượng thượng phẩm thì cũng chắc chắn đạt được thượng trung phẩm đấy chính là thứ chúng ta có thể mang theo được chư vị phải biết thứ mang theo được thì phải nghiêm túc tu học thứ chẳng mang theo được phải bỏ sạch sành sanh Cần tới những thứ ấy để làm gì cơ chứ? Cần đến chúng, sau này sẽ đều trở thành những thứ rườm rà, vướng víu. Nhất hạnh tam muội Nhất hạnh là gì? Nhất tâm tu là nhất hạnh. Nhị tâm thì chẳng phải là nhất hạnh. Đại thế chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương có nói nhiếp trọn sáu căn, tình niệm tiếp nối. Đấy chính là nhất hạnh tam muội Sao? Hữu tu niệm Phật tam muội đa ước tiệm tu vị tiên hóa thân thứ báo thân thứ pháp thân kim tắc nhất thời di tu bất lịch thứ đệ nhất hành bất nhị hành, nhất thời bất nhị thời cố viết tức lý nhất tâm giả diễn tiên hóa thứ báo thứ pháp giả vị đạt duy tâm dịch nghĩa sao lại nữa tu niệm phật tam muội phần nhiều thuộc về tiệm tu, nghĩa là trước hết là hóa thân, kế đó là báo thân, rồi đến pháp thân. Nay thì tu trong cùng một lúc, chẳng theo thứ tự. Là một hạnh, chẳng phải là hai hạnh, là một thời, chẳng phải là hai thời, vì thế nói là lý nhất tâm. Diễn, trước là hóa thân, kế đến là báo thân, rồi đến pháp thân, là vì chưa thông đạt duy tâm ở đây đạt là thông đạt chưa thể thật sự thông đạt chưa thật sự thấy rõ tận hư không khắp pháp giới là do chân tâm của chúng ta biến hiện ắt phải là chính mình chứng đắc thì mới là thông đạt nghe nói thì chưa được nghe nói là nghe lõm nói mò vô dụng chẳng phải là cảnh giới của chính mình tự mình chẳng thể thọ dụng đó gọi là vị đạt duy tâm nghĩa là chưa thông đạt duy tâm Chứ thông đạt duy tâm mà tu những pháp môn khác sẽ chẳng thể vượt thoát tam giới, chẳng coi là thành tựu được. Mới biết những pháp môn khác khó khăn, còn pháp môn niệm Phật dễ dàng. Diễn Y sự thức quán Phật hóa thân Diễn nương vào sự thức để quán hóa thân của Phật. Quán hóa thân dễ dàng, chẳng dễ quán báo thân và pháp thân. Báo thân quá lớn còn pháp thân chẳng có hình tướng bài kệ tán phật có câu bạch hào uyển chuyển ngũ tu di cám mục trừng thanh tứ đại hải nghĩa là tướng lông trắng cuộn tròn giữa hai mày to như năm quả núi tu di mắt biết trong veo như bốn biển lớn đó là báo thân phật đầu của báo thân phật còn to hơn quả địa cầu quý vị quán bằng cách nào cổ nhân lên chơi lương sơn ở ngay trong lưu sơn mà chẳng nhìn thấy diện mục thật sự của lưu sơn hiện thời ngồi máy bay bèn thấy rõ ràng chứ ở trong núi xác thực là chẳng nhìn thấy giống như con kiến bò trên thân chúng ta chẳng thể thấy toàn thể thân người tình hình mường tượng như vậy đó ứng hóa thân tức phật hóa thân tùy theo từng loài nên quá dễ dàng thuở ấy thích ca môn ni phật xuất hiện trong thế gian bằng ứng hóa thân thì hiện thân cao trưởng sáu. Một trượng sáu tính theo thước đời châu sẽ bằng khoảng chừng 190cm. Tượng Phật như vậy, chúng ta quán dễ dàng. Trong kinh quán vô lượng thọ Phật, Đức Phật dạy chúng ta quán thân trượng sáu. Hiện thời, tượng Phật được thờ trong tự viện cao bốn thước, chúng ta quán dễ dàng. Quán tượng niệm Phật là ghi khắc tượng Phật trong ốc. Phật Pháp nói là in vào trong tám thức điền khiến cho chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm trong tâm luôn tưởng phật thì mới hữu dụng chẳng tưởng phật bèn với vọng tưởng Chứ vị phải biết vọng tưởng là tạo nghiệp luân hồi quý vị biết sự thật này mới biết là đáng sợ chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối luôn tạo nghiệp luân hồi trong lục đạo đã luân hồi trong lục đạo lại còn chẳng tạo nghiệp trong ba thiện đạo mà chuyên tạo nghiệp của ba ác đạo tức là tham sân si tham sân si phiền não nặng nề hàng ngày khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều làm chuyện này chớp mắt bèn sang đời sau đời sau bèn đọa trong tam đồ quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay không đức phật dạy chúng ta trong 12 thời niệm nào cũng đều tưởng phật nhớ phật niệm phật dùng phật làm cảnh giới chẳng nghĩ gì khác trong mười pháp giới chúng ta tạo nghiệp gì chúng ta tạo nghiệp thuộc phật pháp giới không chỉ là tạo nghiệp thuộc phật pháp giới mà ta chuyên tạo nghiệp của tây phương cực lạc thế giới đời sau sẽ đến chỗ nào nhất định là đến tây phương cực lạc thế giới là chuyện như thế đó kinh đã nói về tây phương cực lạc thế giới rất rõ ràng Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Nghĩa là các vị thượng thiện nhân ở cùng một chỗ Trở nên sơ sót câu này Chúng ta có phải là thiện nhân hay chăng? Chẳng cần nói tới thượng thiện Chúng ta có phải là thiện nhân hay không? Nếu chẳng phải là thiện nhân Thì dấu niệm Phật tốt đẹp cách mấy Vẫn chẳng thể vãng sanh được Vì sao? Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng ta đến đó nhưng đại chúng trong thế giới Tây phương sẽ cự tuyệt. Vì sao cự tuyệt? Vì người chẳng tốt lành, dựa vào đoàn thể của chúng ta sẽ làm hỏng đoàn thể, chẳng cho người đến đây. Ba kinh chính là Đức Phật nói theo ba giai đoạn. Thoạt đầu nói kinh vô lượng thọ, nhằm giới thiệu Tây phương cực lạc thế giới. Thứ hai là giảng kinh quán vô lượng thọ Phật, nhằm dạy chúng ta phương pháp vãng sanh. Cuối cùng nói kinh A-di-đà Khuyên chúng ta phải tin, phải nguyện Phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ Do vậy, kinh A-di-đà nhằm khuyên tu Phương pháp ở trong quán kinh Trong quán kinh, tiêu chuẩn quan trọng nhất Chính là tam phước Chúng ta tu tam phước sẽ là thiện nhân Có thể đắc niệm Phật tam muội Đó là thượng thiện Trở nên sơ sót chuyện này Trong tam phước Điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp đây là căn cơ tu học phật pháp giống như xây nhà vậy đây là nền tảng chẳng có nền tảng ấy thì toàn bộ đều thất bại nay chúng ta học phật mọi người đều đã quy y quy y thuộc vào điều thứ hai thọ trì tam quy trọn đủ các giới chẳng phạm oai nghi Điều này được kiến lập trên cơ sở của điều trước. Bốn câu trong điều trước giống như nền móng của tầng thứ nhất. Chẳng có tầng thứ nhất, làm sao có thể có tầng thứ hai? Điều thứ ba là Pháp Bồ Đề Tâm, Tinh Sâu Nhân Quả, Độc Tụng Đại Thừa, Khuyến Tấn Hành Giả. Đây là tầng thứ ba, phải giống như dựng lầu ba tầng, nhất định là trước hết xây tầng thứ nhất, rồi xây tầng thứ hai, sau đó xây tầng thứ ba Chẳng có tầng dưới Lấy đầu ra tầng trên Chúng ta trở nên sơ sẩn chuyện này Người địa Phật đông đảo Người vãng sanh hiếm hoi Do nguyên nhân nào Chẳng xây đắp nền tảng vững chắc Dẫu niệm Phật tốt đẹp Nhưng chẳng phải là thiện nhân Vì thế chẳng thể tương ứng Với Tây Phương cực lạc thế giới Chẳng thể phản sanh Đáng tiếc lắm Trong quán kinh Phụ nhân phi đề thi hướng về đức phật thỉnh giáo phương pháp tu hành hồng được phản sanh trước khi dạy phương pháp trước hết đức phật dạy bà ta tam phước bảo với bà ba điều ấy chính là tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân câu nói này rất quan trọng tam thế chư phật là quá khứ hiện tại vị lai hết thảy chư phật các ngài đều thành phật dựa trên cơ sở tam phước Bất luận quý vị tu pháp môn nào Bất luận tu theo tông phái nào Thành Phật thấy đều do từ cơ sở ấy mà tu thành Cơ sở ấy quan trọng lắm Chẳng dựa trên cơ sở ấy để tu hành Làm sao có thể thành tựu cho được Chẳng thể nào Hiểu thảo với cha mẹ Tôn trọng thầy Từ tâm chẳng giết Tu thập thiện nghiệp Trọng yếu lắm Chúng ta lại hồi tưởng vào đầu thời dân quốc tịnh tông tổ sư ấn quang đại sư lão nhân gia suốt đời đặc biệt đề xứng ba tác phẩm liễu phạm tứ huấn cảm ứng thiên vận viên và an sĩ toàn thư rất nhiều kẻ lấy làm lạ ba thứ ấy đều chẳng phải là kinh phật cảm ứng thiên của đạo giáo phần đầu của an sĩ toàn thư là văn xương đế quân âm chất văn cũng thuộc đạo giáo cớ sao tổ sư lại đề xứng chúng ta đối chiếu với tam phước đôi chút bèn hoảng nhiên đại ngộ. Nội dung của ba quyển sách ấy chính là bốn điều trước trong tam phước. Khuyên chúng ta hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Tuy chẳng có tam quy, nhưng có trị giới. Tổ sư dùng ba tác phẩm ấy để đặt vững vàng cơ sở chân thật cho chúng ta. Từ trên cơ sở ấy, thật thà niệm Phật, chẳng có một ai không vãng sanh Ba loại sách ấy tính gộp chung số lượng đã được in lên đến hơn 300 vạn bộ. Có thể thấy tổ coi trọng ba loại sách ấy, đúng là rác miệng bút lòng. Vị đạt duy tâm, tức chưa thông đạt duy tâm. Chưa minh tâm kiến tánh, nói theo tịnh độ tông sẽ là chưa đắc lý nhất tâm. Quý vị tu theo mặt sự. Diễn, dĩ, dĩ đạt duy tâm, y nghiệp thức quán Phật báo thân năng đoàn vô minh diễn đã đặt duy tâm nương vào nghiệp thức để quán báo thân của đức phật có thể đoạn trừ vô minh người đã kiến tánh quán báo thân chẳng khó thế bản tánh trí huệ bát nhã trong bản tánh lưu lộ đương nhiên khác hẳn phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân do vậy có thể đoạn vô minh diễn thứ y bát nhã quán phật pháp thân diễn kế đó nương vào bát nhã để quán pháp thân của phật phá một phẩm vô minh bèn chứng một phần pháp thân trong tịnh độ tông điều này được gọi là cảnh giới lý nhất tâm bất loạn chính là cảnh giới minh tâm kiến tánh trong thiền tông diễn kim tắc nhất thời nhi tu bất lịch thứ đệ diễn nay thì tu đồng thời chẳng theo thứ tự nay chúng ta chọn lựa pháp môn niệm phật chẳng cần quan tâm người ấy quán sự phật hay là quán lý phật trong tâm chẳng cần chấp trước điều ấy cứ một câu a di đà phật niệm tới cùng hóa thân cũng vậy báo thân cũng vậy pháp thân cũng thế thấy đều chẳng quan tâm một câu phật hiệu đã bao gồm toàn bộ phương pháp này tuyệt diệu bất lịch thứ đệ nghĩa là chẳng theo thứ tự trong thiên thai nói là nhất tâm tam quán chẳng cần dính dáng đến thứ tự nhưng chư vị phải biết trừ tịnh tông và thiền tông ra tu tập trong các tông phái khác đều là có thứ tự tịnh độ tông thì chẳng có thứ tự thiền tông cũng chẳng có thứ tự không tuân theo thứ tự diễn hà giả hóa thân thị dụng báo thân thị trí pháp thân thị lý diễn cớ sao hóa thân là dụng báo thân là trí Pháp thân là lý Là một thể Một thể ba thân Đức Phật hiện thân là khởi tác dụng Tự thọ dụng của Phật là báo thân Báo thân là thân trí huệ Cho nên là trí Ứng thân là tha thọ dụng Là biến hóa Nhằm giúp đỡ khách thể chúng sanh Giảng kinh thuyết pháp Đều bằng ứng hóa thân Ở trong lục đạo khóa độ chúng sanh Thần tướng do chư Phật Bồ Tát đã hiện toàn là ứng hóa thân có tác dụng nhằm hóa độ chúng sanh mà hiện chẳng phải để tự hưởng thụ tức tự thọ dụng tự thọ dụng là thân trí huệ là báo thân lần này tôi xuống miền Nam giảng kinh ở phương Nam có một cô bé ba tuổi có lẽ đời trước là người tu hành linh tánh chẳng bị mê muội khi hai tuổi dạy cô bé niệm tâm kinh ba lượt bèn thuộc lòng cô bé ấy cách đây không lâu đã thấy a di đà phật nơi bức tường trên vách nhà mình cô bé nói a di đà phật đến rồi toàn thân là quang minh thân thể to lắm ánh sáng nơi đầu sáng rực như mặt trời người khác trong nhà chẳng thấy chỉ có cô bé nhìn thấy người ta hỏi ở đâu cô chỉ về phương hướng của bức tường người xung quanh có kẻ thướng về bức tường ấy xá cha mẹ cô bé kể là Cô bé nói a di đà Phật sờ đầu tóc bé, chẳng sờ đầu tóc của hai người chúng tôi. Một lúc sau, cô bé lại sợ hãi. a di đà Phật khóc rồi, ứa lệ. Một lát sau, chẳng còn nữa. Mẹ cô bé hỏi, vì sao a di đà Phật khóc? Cô bé cũng đã từng thấy quán Thế âm Bồ-Tát. Trong nhà có thờ tượng quán âm Bồ-Tát. Quán âm Bồ-Tát bỏ đi, cô bé kêu khóc. Quán âm Bồ-Tát đừng đi, quán âm bồ tát bỏ đi rồi bốn hôm sau cô lại thấy quán âm bồ tát trở về vì sao đức phật ứa nước mắt điều này đáng cho chúng ta kiên dè phật bồ tát hiện hình tượng nhằm cảnh báo chúng ta chúng ta nhìn vào xã hội hiện tại trước ngày vãng sanh thầy lý có nói thế giới này đã loạn đến nỗi chư phật bồ tát thần tiên có đến nhưng đều chẳng thể cứu được khi ấy nếu chẳng thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nói thật ra, chẳng có con đường thứ hai nào để đi an lành nữa. Phải đặc biệt dụng công, đặc biệt nghiêm túc, quyết chẳng phải là trò đùa bẩn của trẻ nít. Diễn, trí ngoại vô như, cố báo tức pháp, như ngoại vô trí, cố pháp tức báo. Diễn, ngoài trí chẳng có như, nên báo thân chính là pháp thân ngoài như không có trí nên pháp thân chính là báo thân trí là trí huệ bát nhã ngoài trí huệ bát nhã chẳng có bản tánh trí huệ bát nhã sanh từ bản tánh là một vì thế báo thân là pháp thân như ngoại vô trí nghĩa là ngoài như chẳng có trí cho nên pháp thân là báo thân diễn thể ngoại vô dụng cố Pháp báo tức ứng. Diễn: Ngoài thể chẳng có dụng, nên pháp thân và báo thân chính là ứng thân. Dụng là ứng hóa thân, vì thế pháp thân và báo thân là ứng thân. Diễn: Dụng ngoại vô thể, cố ứng tức pháp báo. Diễn: Ngoài dụng chẳng có thể, nên ứng thân chính là pháp thân và báo thân. Ứng thân là pháp thân là báo thân diễn cử nhất tức tam ngôn tam tức nhất cố diễn nêu lên một chính là ba tuy nói là ba mà chính là một thể tướng dụng ba điều là một đối với kinh hoa nghiêm ba chữ đại phương Quảng biểu thị thể tướng dụng đại là tán thán thể chân như bản tánh chẳng có gì để có thể hình dung nổi bất đắc dĩ dùng chữ đại để biểu thị phương là tướng quảng là tác dụng vì thế đại là pháp thân phương là báo thân quảng là ứng hóa thân một tức là ba ba tức là một đây là lời giải thích về cách tu niệm phật tam muội diễn hữu nhất thời nhi tu giả diễn lại nữa tu đồng thời đây lại là một ý nghĩa đều nhằm giải thích từ ngữ nhất thời nhi tu diễn viên nhân bất độc tùy quán quán nhất thân tức thị tam thân đạn thú cử nhất trần tam thân cụ túc diễn người thuộc căn tánh viên giáo chẳng chỉ quán một thân chính là ba thân mà tùy tiện lấy một phi trần thì trong ấy sẽ có trọt đủ ba thân viên là người thuộc căn tánh viên giáo cũng có thể nói là người có trí huệ viên mãn tối thiểu chúng ta cũng nên gọi người ấy là người có trí huệ viên dung không chỉ là tùy quán nhất thân tức thị tam thân tức quán một thân chính là ba thân nghĩa là quán pháp thân là báo thân và ứng thân quán ứng thân là pháp thân và báo thân đảng thú cử nhất trần tam thân cụ túc tức là tùy tiện lấy một phi trần thì trong ấy có trọn đủ ba thân ở đây trần là phi trần nói cách khác tùy ý lấy bất cứ pháp nào không gì chẳng phải là phật pháp cảnh giới này cao lắm xác thực là cảnh giới của như lai và đại bồ tát phàm phu chúng ta chẳng có cách nào vì sao vì phàm phu chấp trước nên sự tướng tâm lượng hết sức nhỏ hẹp chẳng biết mỗi pháp đều là tự tánh hệ biết mỗi pháp đều là tự tánh thì ba thân trọn đủ tướng của mỗi vi trần là hóa thân thể của mỗi vi trần là pháp thân và báo thân vì thế hết thể các pháp chẳng có pháp nào không phải là thị chẳng có pháp nào không như pháp nào cũng đều là như pháp nào cũng đều là thị mở đầu kinh này là như thị ngã văn dùng hai chữ như thị thích ca mâu ni phật đã nói trọn vẹn hết thể các pháp do ngài đã giảng trong 49 năm phật pháp nhiều ngần ấy thế mà bằng một hai chữ thể đều giảng xong 49 năm giảng giải giảng những gì nhằm giảng về như và giảng về thị như là nói về thể thị là nói về tướng và dụng ngôn ngữ của đức phật đơn giản một câu một chữ bèn nói trọn hết chúng ta nghe chẳng hiểu nên ngài mới phải mất công giải thích suốt 49 năm trong 49 năm Ngài đã giảng hết thảy các kinh để giải thích như là gì, thị là gì, giải thích suốt 49 năm. Đại Tạng Kinh nó thật ra chỉ là một phần của những điều Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm. Có nhiều phần chưa được truyền sang Trung Hoa, có những kinh được truyền sang Trung Hoa nhưng chẳng được phiên dịch. Quý vị mới biết hai chữ Như thị sâu không đáy, rộng vô biên, sâu rộng vô hạn vì nó là danh từ xứng tánh diễn nhất quán nhất thiết quán nhất thiết quán nhất quán phi nhất phi nhất thiết như thử chi quán nhiếp nhất thiết quán giả diễn quán một là quán hết thảy quán hết thảy là quán một chẳng phải một chẳng phải hết thảy quán như vậy gồm trọn quán hết thảy quán và tưởng rất gần gũi kinh phật tổ sư đại đức chẳng dùng những danh từ tưởng tư khảo nghiên cứu tức là suy tưởng suy xét nghiên cứu mà dùng từ quán và tham nói thật ra tác dụng của quán tham và tác dụng của nghiên cứu tư duy tưởng tượng chẳng sai khác cho mấy chỗ khác biệt là đâu phạm phù chúng ta thì dùng ý thức dùng ý thức thì gọi là nghiên cứu tư duy hoặc tưởng tượng chẳng gọi là quán vì quán chẳng thể dùng ý thức giáo hạ nói quán tông môn nói tham tiêu chuẩn là lìa tâm ý thức đó gọi là tham chữ thứ nhất trong tâm kinh là quán tức quán tự tại bồ tát dùng chữ này nếu quý vị biết dùng quán sẽ tự tại sẽ là bồ tát chúng ta chẳng biết dùng biết dùng là như thế nào lìa tâm ý thức bèn là quán lìa tâm ý thức bằng cách nào trước hết chúng ta phải hiểu tác dụng của tâm ý thức là gì sẽ dễ dàng lãnh hội tâm là a lại gia ý là mạc na thức là thức thứ sáu tức ý thức xét theo tác dụng của chúng thức thứ sáu tức ý thức là phân biệt thức thứ bảy là chấp trước thức thứ tám tức a lại gia thức ghi giữ ấn tượng biến thành chủng tử lìa tâm ý thức nhìn vào tác dụng quý vị sẽ thấy rất đơn giản chẳng phân biệt bèn lì thức thứ sáu chẳng chấp trước bèn lì thức thứ bảy chẳng giữ lại ấn tượng bèn lì thức thứ tám tùy thuộc chúng ta có bản lãnh hay không thấy sắc nghe tiếng sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần chẳng có phân biệt chẳng có chấp trước chẳng giữ lại ấn tượng đó là quán nhận biết rành mạch rõ ràng cảnh giới bên ngoài thì dùng công phu này mới được vận dụng cách quán này vào hết thảy cảnh giới sẽ hòa thành một với cảnh giới quán một cảnh giới là quán hết thảy cảnh giới một chính là hết thảy hết thảy chính là một đấy là công phu thật sự nói cách khác quý vị chẳng lìa khỏi tâm ý thức dẫu đắc nhất tâm bất loạn thì đó là sự nhất tâm thật sự lìa tâm ý thức nhất tâm bất loạn bèn là lý nhất tâm Lý nhất tâm và sự nhất tâm sai biệt ở chỗ này. Lý nhất tâm sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, bèn sanh trong cõi thật báo trang nghiêm, chẳng phải là cõi phàm thánh đồng cư. Trong đoạn văn này và đoạn kế tiếp, sau đoạn này hãy còn một đoạn rất dài, đều giảng về lý nhất tâm, cảnh giới đều rất cao, nghe hiểu thì rất tốt, chẳng nghe hiểu thì cũng xong, cho nên suy nghĩ loạn xạ, cứ hãy thật thà niệm Phật Chúng ta có thể sanh trong cõi phàm thánh đồng cư cũng rất tốt. Chẳng hiểu rõ chuyện này, sau khi đã đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thỉnh giáo A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói vắng tắt mấy chữ, đôi ba câu quý vị liền khai ngộ. Chẳng đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đương nhiên quý vị cũng chẳng thấy A-di-đà Phật, cũng chẳng có cách nào đối trước A-di-đà Phật thỉnh giáo. Vì thế, chúng ta nghe đoạn văn này, chớ nên chấp trước chớ nên suy nghĩ vì sao quý vị chẳng suy nghĩ thì còn khá chứ càng suy nghĩ càng trật vì sao vì quý vị rớt vào tâm ý thức sử dụng tâm ý thức chẳng thể khai ngộ sử dụng tâm ý thức sẽ chẳng thể liễu giải ý nghĩa chân thật được nguyện giải như lai chân thật nghĩa mà dùng tâm ý thức sẽ vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được lìa tâm ý thức thì mới có thể liễu giải nghĩa chân thật của như lai vì đức như lai thuyết pháp chẳng dùng tâm ý thức chúng ta dùng tâm ý thức để mong liễu giải cái chẳng dùng tới tâm ý thức thì hiểu rõ bằng cách nào đạo lý ở chỗ này vì thế cái bình phàm trong thế gian vận dụng suy xét nghiên cứu so sánh vào phật pháp đã biến phật pháp thành pháp thế gian biến phật pháp thành triết học học thuật tôn giáo phật pháp chẳng phải là triết học chẳng phải là học thuật cũng chẳng phải là tôn giáo. Phật Pháp xác thực là đã nói rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Thể của vũ trụ là chân như bản tánh. Hết thể muôn tướng là do chân như bản tánh khởi tác dụng biến hiện. Nói rõ sự thật này, quyết chẳng thể dùng tâm ý thức. Thiền tông lìa tâm ý thức mới gọi là tham thiền. Hễ dùng tâm ý thức, bèn gọi là suy nghĩ loạn xạ. Giáo hạ lìa tâm ý thức thì mới có thể đại khai viên giải. Dùng tâm ý thức quý vị bèn đọa lạc trong giáo võng. Giáo pháp giống như cái lưới rất phức tạp, nói quá nhiều dày đặc, trông chéo như mạng lưới, quý vị vướng trong đó thì chẳng thể thoát ra được. Đây là một yếu quyết, tức bí quyết trọng yếu rất quan trọng. Đó là nhất định chớ nên dùng tâm ý thức. Vì thế, niệm Phật cao minh, cao minh ở chỗ nào một câu a di đà phật niệm đến cùng chẳng dùng tâm ý thức niệm lâu ngày sẽ đắc định có định bèn khai huệ chẳng kể vào phương tiện tự được tâm khai tâm khai là đại triệt đại ngộ của thiền tông là đại khai viên giải của giáo hạ thành tựu hậu đắc trí không gì chẳng biết một câu phật hiệu là căn bản trí là hậu đắc trí tu học đồng thời tam học giới định huệ tam huệ văn tương tu của Bồ Tát, ba tự lương tính nguyện hạnh của tịnh Tông được hoàn thành đồng thời trong một câu Phật hiệu. Pháp môn này thù thắng, thiện xảo, khó có. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng, phải nghiêm túc tu học. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật